cảnh sát vừa bắt một nhóm 9 người Việt Nam từ độ tuổi 21 đến 30 tuổi, là các thực tập sinh và du học sinh. Sống tại một số địa phương như thành phố Usunomiya, Tochigi, vì đã sử dụng chất kích thích. Theo cơ quan cảnh sát thì 9 người này là bạn bè và người quen biết của nhau, và từ tối mùng 5 đến dạng sáng mùng 6 tháng này. Nhóm đã tổ chức sử dụng mai thúy tập thể ở một cửa hàng karaoke, vào thời điểm đó chín người này và một người đàn ông quen đi cùng tại quán karaoke cảm thấy cơ thể bất ổn. Và sau khi đưa tới bệnh viện thì đã được xác nhận đã tử vong, cảnh sát sau đó đã xét nghiệm và được biết người đàn ông này đã dương tính với chất kích thích. Cảnh sát đang điều tra thêm về chi tiết cách thức mua bán chất kích thích nhưng chín người này vẫn chưa hợp tác cung cấp thông tin.